Các bạn, Moji Channel đã quay trở lại rồi đây. Mùa hè thì đã đến rồi, mang theo cả nắng, cả nóng, cả oi bức và vô vàn những sự mệt mỏi đúng không nào? Chính vì thế trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ mách nhỏ các bạn những bảo bối giúp giải cứu mùa hè này. Bây giờ thì cùng theo chúng mình nhé. Thời tiết mùa hè thì cực kỳ nóng nực, chưa kể là còn có rất nhiều mồ hôi nữa. Như vậy mà cứ để tóc tai lòa xòa rồi bết dính lên mặt thì không ổn chút nào đúng không? Chính vì vậy, con gái chúng mình sẽ luôn luôn phải thủ sẵn một vài chiếc kẹp tóc. Hoặc là dây buộc tóc để vừa gọn gàng và lại vừa mát mẻ đúng không nào? Thêm nữa là ở Moji còn có rất nhiều mẫu dây buộc tóc có thể làm vòng đeo tay luôn đấy, vừa tiện lại vừa xinh. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng đi chọn miếng giảm nhiệt nhé. Nếu mùa đông chúng mình có túi sưởi thì mùa hè sẽ không thể thiếu miếng giảm nhiệt được đâu. Đây là một sản phẩm cực kỳ hữu ích mà giá thì rất là rẻ, thế nhưng mà có vẻ hơi ít người biết đấy. Sử dụng cái đấy kiểu gì hả? Bây giờ chúng mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Với những gói giảm nhiệt như thế này, các bạn chỉ cần vỗ vào gói hoặc đập nhẹ gói vào vật cứng, gói sẽ tự động tỏa nhiệt mát. Sau khi sử dụng xong, mọi người nhớ đặt chúng vào tủ lạnh để có thể sử dụng tiếp trong những lần sau nha. Còn đối với miếng giảm nhiệt, nếu sử dụng lần đầu tiên thì chỉ cần cho nước vào 2/3 gói. Sau khi cho nước vào, hãy bóc phần hút chân. Như vậy, miếng gel bên trong sẽ tự động biến thành gel lạnh và tự động đóng túi chặt lại. Miếng giảm nhiệt này cũng có thể sử dụng lại nhiều lần, nhưng sau này thì phải cho vào tủ lạnh trước rồi mới đem ra dùng được nha. Thiên thần mùa hè cứu rỗi những ngày nắng nóng như lửa đốt mà vẫn phải đi học của mình chính là những chiếc quạt này đây. Ngoài quạt cầm tay thì ở Moji còn có siêu siêu nhiều các mẫu quạt chạy bằng pin và quạt USB nữa đó. Only gió mát như quạt điện, mát lạnh luôn mà lại nhỏ gọn, pin thì dùng được rất là lâu luôn đó, cực kỳ phù hợp để mang đi chơi và đi học nha. Ở nhà thì thôi, chứ ra đường mà không muốn bị hô biến thành củ khoai lang nướng thì phải đeo khẩu trang vào nha. Dù đã dùng kem chống nắng đầy đủ thì vẫn phải có khẩu trang nữa chứ không đùa được đâu. Chọn thêm một chiếc túi để tha hồ tung tăng đi chơi, đi mua đồ mà không phải dùng thêm túi ni lông nhé. Yes. Ngoài túi tốt thì các mẫu túi của Moji cũng khá đa dạng, đủ loại phong cách cho cả nàng bánh bèo lẫn nàng cá tính đó nhé.
Mùa hè này thì mình chỉ yêu nhất các em túi cói thôi. Xinh xinh mang đi dạo biển thì cực kỳ tuyệt. Mùa hè thì trong túi nhất định phải có kính râm nha. Đi chơi cần dùng, mà đi học đi làm bình thường giữa trời nắng chang chang như thế này thì lại càng cần dùng hơn nữa. Cùng mình chọn kính nhé, nhiều mẫu đẹp quá, không biết lấy cái nào luôn ý. Mũ cũng là một em bảo bối không thể thiếu của mình đó. Ở Moji có bao nhiêu là loại mũ, từ mũ lưỡi chai, bucket thông thường đến cả các mẫu chip moment với idol nữa chứ. Tha hồ mà lựa chọn, chỉ cần đội thêm chiếc mũ thôi cũng đã khiến cả bộ outfit hôm ấy trở nên cực kỳ khác biệt rồi. Mũ lưỡi chai thì siêu ngầu, mà mũ bucket thì lại cực kỳ cute luôn. Chúng mình sẽ chọn thêm cả một chiếc ô thật là xinh yêu nữa, vừa che được nắng, vừa đề phòng những cơn mưa mùa hè đến bất chợt nha. Ở Moji thì có rất là nhiều dép, thế nên là bây giờ chúng mình sẽ chọn dép để đi chơi vào mùa hè nhé. Dép Cross Cute siêu cấp này không ai là không biết đúng không? Sản phẩm này ở Moji là hàng xuất dư, cực kỳ đảm bảo về mặt chất lượng. Đã thế, khi mua dép ở Moji, các cậu sẽ được tặng kèm ngay hai chú Zipbit dễ thương để trang trí nữa đó. Mùa hè đi Crocs là chuẩn nhất rồi đấy, đã đáng yêu lại còn giúp thoáng chân thì ai mà không mê. Vậy là chúng mình đã chọn xong chiếc túi thần kỳ cho mùa hè cực kỳ nắng nôi, nóng nực và kinh dị này rồi. Các bạn thấy là đã đủ bảo bối cho mùa hè này chưa nhỉ? Hãy comment ở dưới này ý kiến của các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay đều có trên toàn hệ thống của Moji. Các bạn có thể tham khảo chi tiết và đặt hàng online tại website, Facebook và Instagram của Moji nhé. Đừng quên comment ở dưới này chủ đề mà các bạn muốn chúng mình thực hiện trong video sắp tới. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube Moji Channel của chúng mình. Nhấn nút chuông bên này để không bỏ lỡ bất cứ video thú vị nào sắp tới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn và xin chào. Bắt đầu rồi.